Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, 7 tháng năm nay, Đảng bộ huyện Nho Quan đã kết nạp được 235 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 117% kế hoạch năm. Kết quả này đã khẳng định sự lãnh đạo của huyện ủy trong công tác phát triển đảng, đảm bảo phù hợp với thực tế. Cùng với đó là sự tâm huyết trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở trong việc phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ những quần chúng ưu tú, có chí hướng, phấn đấu rõ ràng vì mục tiêu lý tưởng của đảng. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung này trong chuyên mục ngày hôm nay. Được đứng trong hàng ngũ của đảng đã hơn 4 tháng nay, đến giờ ông Bùi Triệu Vương là người dân tộc Mường ở xã Yên Quang, huyện Nho Quan vẫn còn nguyên sự xúc động, xen lẫn, tự hào. Với ông, đây không chỉ là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành của bản thân mà còn xác định cho mình trách nhiệm mới đối với sự phát triển của chi bộ và quê hương. Tôi là người dân tộc Mường, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sau 3 năm thì về với địa phương sinh sống. Tôi rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng. Tôi thấy trách nhiệm của mình luôn phải cố gắng học hỏi và rèn luyện bản thân mình, cố gắng giúp đỡ mọi người và tuyên truyền vận động đúng chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Ở nhà tôi thì phát triển kinh tế là vườn ao chuồng ạ. Bà con thì có những người chưa biết thì mình chỉ bảo họ là dòng cây này, cây nào năng suất và nuôi con gì thì nó năng suất và đảm bảo làm sao cho kinh tế nó phát triển lên. Với bà Bùi Thị Đang, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Quang Trường, xã Gia Sơn, vinh dự trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khi đã 60 tuổi. Được tìm hiểu về đảng, được chi bộ quan tâm giúp đỡ, bà đã luôn phấn đấu rèn luyện trong cuộc sống, cũng như công việc được giao, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào hội phát triển. Tôi cảm thấy là đảng là rất là vinh dự và tự hào, nên từ đó tới đi là tôi cũng luôn luôn phấn đấu cái chí hướng của mình, làm những cái tấm gương tốt và tuyên truyền cho các chị em hội viên phụ nữ, cũng như là cho các con em trong gia đình, luôn luôn thực hiện quy ước, hương ước của thôn xóm đề ra. Trong số 235 đảng viên mới kết nạp, có gần 50 đảng viên là học sinh tại các trường trung học phổ thông và học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đứng chân trên địa bàn. Các em tuổi đời còn rất trẻ, đều là những học sinh ưu tú, điển hình, với mục tiêu rõ ràng, có chí hướng phấn đấu trong học tập và rèn luyện, đảm bảo chất lượng, đồng thời luôn nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho đảng, cho quê hương, tạo sức lan tỏa trong môi trường giáo dục. 3 năm cấp 3 của em thì em đã cố gắng học tập, trau dồi những cái kiến thức về không chỉ trong sách vở mà còn tích cực tham gia các phong trào hoạt động của trường, lớp và tại địa phương để trau dồi cái kỹ năng mềm và kỹ năng xã hội của bản thân ạ. Trong cái dịp nghỉ hè vừa rồi thì em đã tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, đặc biệt cụ thể là những cái dịp tri ân các anh hùng liệt sĩ ngày 27 tháng 7, dọn vệ sinh thôn xóm và giúp đỡ các em thiếu niên nhi đồng trong học tập. Khi mà các em được đứng vào trong hàng ngũ của đảng thì trước hết đấy là một cái nguồn năng lượng tích cực, tức là sự noi gương, nêu gương của các em rất là tốt. Những em khác thấy đấy, những người bạn của mình đã được phấn đấu để được trở thành đồng chí của thầy cô mình. Đấy là cái, vậy thì các bạn làm được thì tại sao mình không làm được? Thì tôi thấy đấy là một cái điều thứ nhất. Thứ hai nữa là các bạn ấy khi trở về thì với lớp học của mình thì các bạn đã có những cái tác động rất là tích cực. Từ những kết quả trên cho thấy, công tác phát triển đảng viên mới đã được các chi bộ quan tâm với đa dạng thành phần lứa tuổi. Từ nông dân, hội viên trong các tổ chức hội đoàn thể đến học sinh, học viên trong trường học. Chính sự phong phú này đã bổ sung cho đảng lực lượng mới, đảm bảo lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Như vậy, công tác phát triển đảng viên mới tại huyện Nho Quan không chỉ hoàn thành vượt mức kế hoạch đã giao, mà chất lượng ngày càng được nâng lên.
kinh nghiệm được rút ra là các tổ chức cơ sở đảng đã luôn quan tâm, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và cấp ủy ở cơ sở về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, cũng như đảm bảo chặt chẽ các quy trình theo điều lệ đảng. Đồng thời, mỗi quần chúng ưu tú đã xác định được mục tiêu của mình để phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Kế hoạch năm nay, Đảng bộ xã Gia Sơn được giao kết nạp 6 đảng viên mới, nhưng đến hết tháng 6 đã đạt 167% kế hoạch năm. Với số lượng 10 quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của đảng, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó có 3 người là chi hội trưởng, hội viên phụ nữ, còn lại là thanh niên. Tuy vượt nhiều so với kế hoạch đề ra, song tất cả đều đảm bảo chất lượng. Bởi ngay từ công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, các chi bộ đã thực hiện nghiêm theo đúng quy trình. Chúng tôi đã chỉ đạo đến các cái chi bộ, các cái tổ chức đoàn thể để tăng cường cái sự phối hợp để mà xây dựng, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, cái phát triển cái đội ngũ đảng viên trẻ để đảm bảo các chỉ tiêu hàng năm. Và trên cơ sở đó thì các cái tổ chức đoàn thể cũng rất là quan tâm, chú trọng đến cái việc tạo nguồn, bồi dưỡng và giới thiệu sang cho các chi bộ để các chi bộ trên cơ sở đó để bồi dưỡng, dìu dắt, giúp đỡ và kết nạp những cái quần chúng ưu tú vào đảng. Bản thân những cái quần chúng này thì là phải tích cực tham gia trong các cái hoạt động xã hội. Cái thứ hai là có cái tính tiền phong gương mẫu, luôn đi đầu trong các cái hoạt động của hội cũng như là các cái hoạt động của địa phương. Thì chúng tôi qua những cái thực tế đấy thì chúng tôi mới trao đổi với các chi hội và để giới thiệu sang bên đảng để đi cho đi học các cái lớp bồi dưỡng tìm hiểu về đảng. Sau khi đã lựa chọn được những quần chúng nổi trội, điển hình, ưu tú, các tổ chức cơ sở đảng tiến hành phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Theo đó, cùng với quan tâm nắm bắt tình hình, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của quần chúng là công tác định hướng theo đúng chủ trương, đường lối của đảng. Vấn đề phát triển đảng viên mới là vấn đề then chốt. Chi bộ rất là quan tâm đến cái việc phát triển đảng viên mới. Đặc biệt là vấn đề tạo nguồn thì chi bộ đã giao cho các đoàn thể quần chúng là sẽ xem xét những cái quần chúng ưu tú để chúng ta giới thiệu cho đảng để cho đi học cái lớp bồi dưỡng, sau đó về để giao nhiệm vụ cho đảng viên để giúp đỡ, rồi là xem cái động cơ phấn đấu vào đảng của từng quần chúng một thì chúng ta sẽ xét kết nạp để cho nó có cái đảng viên đối với có đảm bảo được cái chất lượng. Tôi cũng cố gắng phấn đấu để rèn luyện học hỏi và tu dưỡng, bồi dưỡng thêm để trao dồi kiến thức. Tháng 2 năm 2022 thì tôi được chi bộ kết nạp vào đảng. Tại các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, chi bộ đã phân công đội ngũ giáo viên là đảng viên có thành tích nổi bật để theo dõi, định hướng cho học sinh ưu tú. Chính sự gương mẫu, trách nhiệm, tâm huyết của các nhà giáo là tấm gương sáng để các em học tập và noi theo, phấn đấu để trở thành đồng chí của thầy cô mình. Để rồi mỗi khi được chứng kiến học sinh trưởng thành, thì đó đều là khoảnh khắc đáng nhớ, đáng tự hào. Là một đảng viên, đồng thời là một giáo viên trong trường trung học phổ thông, khi mỗi học sinh được đứng trong hàng ngũ của đảng, tôi luôn cảm thấy vinh dự và tự hào, bởi vì là mình cũng góp một phần nhỏ bé vào trong cái việc phát triển đảng viên, công tác đảng viên và được cái sự quan tâm của cấp ủy nhà trường, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy nhà trường. Chúng tôi, những người đảng viên, luôn phát hiện, giúp đỡ và bồi dưỡng những học sinh, đoàn viên ưu tú, giúp các em phát huy được hết năng lực, khả năng của mình. Nâng cao cái phẩm chất chính trị, bản lĩnh chính trị và cái phẩm chất đạo đức. Đảng lãnh đạo nhân dân ta đã trải qua các cuộc đấu tranh trong lịch sử và cũng như là xây dựng đất nước. Vì thế bây giờ mình được đứng trong hàng ngũ của đảng là mình được tiếp tục thừa kế và phát huy cái ý chí cao đẹp đó. Và bên cạnh đó em cũng cảm thấy mình có thêm nhiều trách nhiệm. Không những trách nhiệm về bản thân là luôn là về nỗ lực và rèn luyện, mà là còn trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà đảng giao phó. Và em đã nỗ lực phấn đấu để vào đảng thì không dừng lại đó, em vẫn tiếp tục nỗ lực hơn nữa để phát huy năng lực của mình để có thể cống hiến và phụng sự cho đảng, cho nhân dân.
Bên cạnh đó, trong các phong trào hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị, thì mỗi cán bộ, đảng viên đều luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được tổ chức phân công. Theo ông Lê Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Yên Quang, chính sự nêu gương này là cơ sở vững chắc để quần chúng học tập và noi theo. Đó cũng là hình thức giáo dục cả về lý luận chính trị và thực tiễn cuộc sống thực chất và hiệu quả. Không những đồng chí đảng viên mới mà kể cả đồng chí đảng viên cũ cũng phải giữ gìn trong cái vấn đề như vậy là về đảng, tham gia sinh hoạt đầy đủ này. Thì gương mẫu vận động gia đình nhà mình, trước hết những cái gì cái nói đầu tiên là gia đình nhà mình phải gương mẫu. Gia đình nhà đảng, cán bộ đảng viên phải gương mẫu. Đơn giản nhất là cái việc chấp hành các cái quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư. Thứ hai thì các cái công việc của thôn thì ít nhất là cán bộ đảng viên chúng tôi cũng quan triệt là phải có mặt trước. Thì mới tuyên truyền là quần chúng, dù là công việc đó là việc của làng, của nước hay là việc của như vậy gia đình. Thì đó là cái cơ sở để họ như vậy tuyên truyền vận động quần chúng thì là cái hướng để mà phấn đấu. Đấy, vào đảng anh như thế đấy, và gia đình đảng viên như vậy, và cán bộ đảng viên như thế thì đấy là cái tuyên truyền vận động với quần chúng vào đảng. Bản thân tôi là bí thư chi bộ thì tôi phải nêu gương tất cả các mọi mặt. Ví dụ như chẳng hạn như là tất cả về công việc, rồi cái nêu gương về tinh thần, tư tưởng lúc nào cũng phải trong sạch vững mạnh, gia đình là đoàn kết. Những cái cuộc họp và công việc gì đó chúng tôi là góp ý thẳng thắn để cùng nhau phát triển. Thì những cá nhân mà tiêu biểu thì thường thường là tham gia các phong trào nên tôi rất chi là nhiệt tình với công việc cũng như là trách nhiệm của bản thân, để tôi sẵn sàng khi mà giúp đỡ các đồng chí đấy để vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch vững mạnh, đảng viên mới tiếp tục có chí hướng phấn đấu để ngày càng trưởng thành về mọi mặt là nền tảng quan trọng để quần chúng ưu tú phấn đấu đứng vào hàng ngũ tiên phong này. Điều này tạo nên sự tiếp nối không ngừng cho công tác phát triển đảng để bổ sung lực lượng có tư tưởng chính trị, kiến thức vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, quê hương ngày càng phát triển. Chuyên mục Đảng cho cuộc sống hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.